Làn sóng diễn viên, người mẫu chuyển hướng sang ca hát, tấn công V-pop hiện nay ngày một nhiều. Từ những cái tên như Trấn Thành, Chipu, Mizu, Ninh Dương Lan Ngọc và mới đây là người mẫu Phí Phương Anh đã đặt ra nhiều tranh luận. Liệu đây là sự đầu tư nghiêm túc hay chỉ là cuộc dạo chơi của các nghệ sĩ? Chưa bao giờ nhạc Việt lại đa dạng đến thế. Không chỉ đa dạng về thể loại âm nhạc mà còn nhiều nghệ sĩ ở các lĩnh vực khác nhau thay phiên cầm mic với các MV được đầu tư. Khi nghệ sĩ đổ bộ V-pop, có những nghệ sĩ thành công ở nhiều ngành nghề gây bất ngờ khi chuyển hướng sang ca hát. Tuy nhiên, nhìn một loạt MV của họ, người ta thấy rằng yếu tố thành công lại không đến từ chất giọng. Chipu từng gây tranh cãi khi phát ngôn, ở Việt Nam chỉ cần cầm mic lên đã là ca sĩ. Và cô đã chuyển hướng sang vai trò ca sĩ của mình bằng một loạt MV với tinh thần nghiêm túc và cho rằng đây không phải là cuộc chơi. Từ một diễn viên, Chipu cầm mic đi hát ở nhiều sân khấu lớn nhỏ. Tuy nhiên, giọng hát của cô gây tranh cãi. Giọng hát yếu và lộ rõ khuyết điểm của Chipu trở thành đề tài bàn tán trên khắp các diễn đàn lớn nhỏ và trở thành một làn sóng phản đối việc cô đi hát. Trước những ý kiến trái chiều này, Chipu cho biết cô đã áp lực trong suốt một thời gian dài. Cho đến hiện tại, Chipu vẫn miệt mài với việc hoạt động âm nhạc. Tuy nhiên, giọng hát của cô vẫn chưa thật sự được cải thiện. Ninh Dương Lan Ngọc cũng tung MV gái già muốn lấy chồng. Do tự biết thực lực tài ca hát của Lan Ngọc, dự đoán MV có thể sẽ bị ném đá, nên ekip sản xuất đã rào đón rằng đây chỉ là một sản phẩm kỷ niệm 10 năm vào nghề. Một trong những diễn viên khiến khán giả bất ngờ nhất khi ra MV là Mizu. Từ trước đến nay, Mizu hầu như chỉ đóng phim. Chính vì thế, ngay khi phát hành ca khúc Anh Nghĩ Anh Là Ai, gây bất ngờ với khán giả. Thế nhưng, theo chia sẻ của Mizu, cô cho biết không rẽ hướng làm ca sĩ, chỉ là sản phẩm đánh dấu 10 năm hoạt động ở làng giải trí. Sản phẩm âm nhạc tranh cãi nhất hiện tại là của Phí Phương Anh, mang tên Cắm Sừng Ai Đừng Cắm Sừng Em. Tuy nhiên, khi chuyển hướng sang ca hát, cô khẳng định không xem âm nhạc là cuộc dạo chơi mà muốn thể hiện quyết tâm theo đuổi con đường ca hát một cách nghiêm túc. Nhưng, ca khúc của cô ra mắt liên tục gây tranh cãi vì vũ đạo giống nhiều nhóm nhạc Hàn Quốc, phần lời vô nghĩa và thậm chí giọng hát của cô không được đánh giá cao. Nhiều khán giả khắt khe cho rằng cô đang trở thành Chipu thứ hai của làng nhạc Việt. Đối diện với điều này, cô nói, đối với tôi, khen hay chê gì cũng được, còn ai chửi tôi thì tôi chụp màn hình lại, đem đi in dán lên tường, ngày nào cũng đọc cho quen với việc bị chửi. Có thể nói, Trấn Thành là một trong những MC, diễn viên nổi tiếng hiện nay. Tuy nhiên, khi chuyển hướng sang ca hát, mà cụ thể là góp giọng trong MV của Thùy Chi, sản phẩm của họ đã gặp nhiều những tranh cãi trái chiều. MV nói chia tay thật khó của Thùy Chi, Trấn Thành bị khán giả đánh giá thiếu bứt phá và hai chất giọng không ăn nhập. Tuy nhiên, về khả năng ca hát, nam MC vẫn được đánh giá cao. Trước đây, từng gây sốt với bản hit Cánh Hồng Phai. Chính vì thế, trong số các nghệ sĩ tấn công V-pop, Trấn Thành có thể tạm ổn về giọng hát. Hầu hết MV của các nghệ sĩ kể trên đều có lượt view cao và thành công phần lớn từ sức hút của họ. Ngoại trừ Trấn Thành thì giọng hát của Chipu, Phí Phương Anh vẫn luôn là vấn đề tranh cãi. Đam mê thôi chưa đủ. Thị trường âm nhạc Việt Nam được ví là mảnh đất màu mỡ, vì thế không ít nghệ sĩ nhảy vào. Ngoại trừ đam mê, họ cũng muốn thử sức với một vai trò mới. Tuy nhiên, không phải ai cũng thật sự được đánh giá cao. Đam mê được xem là một nguồn năng lượng tốt để họ có đủ kiên trì theo đuổi âm nhạc. Nhưng đam mê thôi chưa đủ mà họ cần phải có trách nhiệm lựa chọn của mình, chứ không thể cảm tính và nổi tiếng bằng những ồn ào. Bởi từng có không ít diễn viên chuyển hướng sang ca hát như Hồ Ngọc Hà phải mất hàng mấy năm trời mới thực sự được ghi nhận là một ca sĩ. Hơn chục năm trước, làng nhạc Việt đã dậy sóng khi xu hướng người đẹp đi hát bỗng nhiên nở rộ. Hồ Ngọc Hà, Ngô Thanh Vân, Hoa hậu Thủy Lâm, người mẫu Minh Thư, Phi Thanh Vân là những cái tên gây sóng gió thời điểm bấy giờ. Việc những người đẹp này quyết định cầm mic đồng nghĩa với việc ngồi trên lưng cọp bởi định kiến người đẹp đi hát trong mắt khán giả lúc bấy giờ quá lớn. Ngoại trừ Hồ Ngọc Hà, những cái tên còn lại đều rơi rụng dần theo thời gian vì thất bại thảm hại. Cũng từ đó, trào lưu người đẹp đi hát dần lắng xuống và khán giả cũng không còn mấy quan tâm đến câu chuyện này. Tuy nhiên, vào giai đoạn nhạc Việt bùng nổ trong những năm gần đây, xu hướng người đẹp đi hát lần nữa bùng lên và trở thành câu chuyện nhức nhối cho khán giả và người làm nghề. Nếu là một khán giả quan tâm đến âm nhạc Việt Nam, chắc hẳn sẽ khó lòng quên được những báo tố mà những người đẹp này đã tạo ra. Từ những phát ngôn mang tính bất chấp có tính toán cho đến loạt sản phẩm âm nhạc nhìn rõ được mong muốn gây bão, loạt người đẹp này một lần nữa làm sục sôi lên định kiến người đẹp đi hát trong tiềm thức khán giả. Tuy nhiên, Chipu đã vượt qua được khoảng thời gian kinh khủng đó một cách ngoạn mục. Ở thời điểm hiện tại, dù danh xưng ca sĩ vẫn còn khá rộng khi đắp lên người Chipu, nhưng ít ra sự nỗ lực của cô đã được khán giả công nhận thông qua loạt dự án vô cùng chất lượng. Thậm chí khi nhìn vào những thành tích Chipu đạt được sau ít năm lấn sân ca hát, nhiều người còn cảm thấy thiệt thòi cho một số ca sĩ mài đũng quần đoạn trường đoạn thắng nhưng sự nghiệp vẫn mãi đăm đăm. Trái ngược với Chipu, Phí Phương Anh, Khả Ngân hay Yaya Trương Nhi lại chưa chứng tỏ được sự đúng đắn trong quyết định của mình. Dù rất chịu khó đầu tư, nhưng loạt sản phẩm từ những người đẹp này vẫn bị khán giả cho vào danh sách đen vì nhạt nhòa và chỉ dừng lại ở mức nghe được.
Riêng phía Phương Anh đã có một màn chào sân tai tiếng không kém Chipu là bao, từ việc đưa những trào lưu mạng xã hội vào bài hát một cách sáo rỗng cho đến cuộc chiến bất chấp với virus. Không biết vô tình hay cố ý, nhưng phía Phương Anh đã thật sự để lại một dấu ấn đáng nhớ khi lấn sân sang con đường ca sĩ, dù điều đó là tiêu cực. Về phần Mizu, Khả Như, Ninh Dương Lan Ngọc cũng không nằm ngoài xu hướng này. Tuy nhiên, họ lại không bị ném đá, thậm chí còn nhận về rất nhiều sự yêu mến từ khán giả. Bởi ngay từ đầu, họ chưa bao giờ lên tiếng về việc sẽ trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Cái quan trọng nhất vẫn là nhận thức của mỗi người về hai chữ trách nhiệm với nghề nghiệp. Có thể sự đam mê đều xuất hiện ít nhiều trong những cái tên đã được đề cập trên đây, nhưng hãy sử dụng nó một cách đúng đắn và khéo léo. Bởi một khi đã quyết định cầm mic để đi hát kiếm tiền, thì ít nhất hãy làm sao cho khán giả cảm nhận được sự tử tế thay vì khiến họ khó chịu trước những định hướng không sạch. Nhìn vào thực tế câu chuyện người đẹp đi hát tại Vpop, số người thành công thực sự chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ngoài Hồ Ngọc Hà, vẫn chưa thể tìm được một cái tên nào xứng đáng được khán giả công nhận tiệm cận tới sự toàn diện. Từ những dự án âm nhạc cho đến những sân khấu thực tế, Hà Hồ rõ ràng đã thành công trong việc xóa bỏ định kiến người đẹp đi hát của chính bản thân cô. Nhìn vào những dự án âm nhạc của Chipu, Phí Phương Anh hay Yaya Trương Nhi, họ thực sự đã thành công trong việc lôi kéo được sự tò mò từ khán giả. Thế nên, việc những sản phẩm này đạt hàng triệu view trên YouTube hay viral rộng rãi trên mạng xã hội theo hướng tiêu cực cũng là điều không quá khó đoán. Tuy nhiên, cần phải thừa nhận rằng những con số khủng hay những sự bàn tán này vô tình đã khiến cho họ có thêm động lực để chinh phục đam mê. Thế nhưng, câu chuyện lại hoàn toàn tồi tệ khi những cô ca sĩ mới mẻ này thoát khỏi chính sản phẩm âm nhạc của mình để đứng trên chiếc bục chinh phục sự công nhận của khán giả. Chipu liên tục bị lên án vì hát live quá tệ, tràn lan các đoạn clip chế giễu giọng hát của cô được phát tán rộng rãi trên mạng xã hội. Phí Phương Anh cũng không khá khẩm hơn là mấy khi không những bị chê bai về giọng hát, khả năng vũ đạo mà cả chất xám cũng được cho là vay mượn từ người khác. Hay ca mới gần đây là Yaya Trương Nhi cũng được khán giả khuyên là không nên đi hát nữa vì quá vô cảm. Thậm chí, Chipu sau hàng năm trời đi hát vẫn chưa được khán giả công nhận là một ca sĩ chuyên nghiệp. Mặc dù cả Chipu và ekip của cô rất nghiêm túc, chuyên nghiệp trong từ dự án âm nhạc nhỏ lẻ cho đến hoành tráng, khán giả cũng không ngần ngại dành cho Chipu những lời khen ngợi về tư duy âm nhạc cũng như hình ảnh. Tuy nhiên, đó lại là sự tung hô gói gọn trong các sản phẩm trực tuyến. Bởi khi đứng trên sân khấu chuyên nghiệp, Chipu vẫn chưa đủ sức để thuyết phục khán giả, dẫu cô đã cố gắng rất nhiều. Khả Ngân cũng từng tuyên bố bản thân mình hát hay hơn Chipu. Nhưng ít lâu sau đó, các sân khấu hát live của cô lại khiến khán giả lắc đầu ngay ngán vì kẻ tám lạng, người nửa cân. Trường hợp của Phí Phương Anh và Yaya Trương Nhi lại càng khó chấp nhận hơn khi cả hai cô nàng này đã để lộ quá nhiều yếu điểm, thậm chí là trong những sản phẩm đã được chỉnh sửa kỹ càng. Không có bất kỳ sự cấm cản nào đối với việc những người mẫu, cô diễn viên lên sân làm ca sĩ. Tuy nhiên, một khi đã làm nghệ thuật thì tính chất năng lực nên được ưu tiên hàng đầu. Trường hợp yếu kém có thể cần thời gian mài giũa, nhưng cũng không hiếm trường hợp người đẹp cầm mic chỉ là đi theo trào lưu. Khán giả cũng là bộ máy quyền lực trong việc quyết định sự sống còn của một nghệ sĩ. Ở các nền giải trí tiên tiến như Âu Mỹ, rất hiếm có những trường hợp một diễn viên điện ảnh, sân khấu nổi tiếng lấn sân sang làm ca sĩ, nếu không phải trước đó họ từng có cơ bản về âm nhạc, thanh nhạc. Khi xem các phim nhạc kịch hay có yếu tố âm nhạc như La La Land, A Star Is Born, The Greatest Showman, những diễn viên nổi tiếng như Hugh Jackman, Emma Stone, Bradley Cooper làm khán giả tưởng là ca sĩ chuyên nghiệp mỗi khi cất giọng. Nhưng đó chỉ là trên phim, dù họ đã phải trải qua một thời gian khổ luyện học ca hát trước đó, nhưng xong phim thì cũng xong nghiệp ca sĩ.